À, em ơi. Ok, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Duy Khải này mày. Video này thì Khải sẽ ép một số trang sức cấp 10 nè. Tại đã ra cái kiểu là ép trang sức cấp 10 là lá hiền tinh. Và hên xui là 1, 2, 3. Cũng như là có thể là 4, là 5. Đó là hên xui. Còn cái này nãy Khải mua 3 viên 3 này. Một máy 1 viên 3 này Khải mua hơn 1 kim mấy nè. 3 viên là hơn 3 kim mấy này. Viên 2 này thì 400 xu. 2 viên hết 800 xu. Ok, ép thử được gì nha anh em. Nó gọn xuống dưới ép cho anh em xem nè. Này ép cho anh em ơi. Vô ép hiền tinh. Này cái này lớn không? Ngọc bồi nè. Này ép phôi nha. Giá làm gì được kháng độc mấy tiền nhân không xài rồi nè. Đấy, sức mạnh nữa nè. Chọn sức mạnh nè. Sức mạnh 14 nè. Thôi. Một nhân một à. Tiếp tục. Một nhân một. Nên tiếp tục gia trì. Bây giờ mấy một luôn này. Đầu của nó xịt luôn áo. Ô xịt à, lên nhưng ba. Lên nhưng ba nè. Đầu cái gia truyền mình bắn lên nhưng ba. Bắn liền. Ngon lành cành đào. Ba đựng kim rồi em. Ba đựng kim rồi em. Ui nhưng ba nữa. Hai nhưng ba. Ngon lành dữ ta. À, dương 3 rồi em ơi. Dương 1 à. Dương 1 độ xanh. Được. Tiếp tục hai nhẫn. Nhẫn nè. Nhẫn nè. Ngọc bồi nè. Từ nhẫn nè. Ngọc bồi đi. Nam nè. Độc dương một nữa. Nhẫn nè. Ngọc bồi nè. Nhẫn nè. Rồi dương một nữa. Đủ xanh. Hai chừng ba, một chừng một. Nó muốn nó nhiều. Ok, nhiều cái nhẫn đây đi. Ba cái nhẫn. Có cái nhẫn thô này thì thô này vứt cái làm gì. Hai món hả? Giá trị mình hai. Mình ba. Cái lên hai món nữa. Một này. Tìm món vậy, món nào được. Dọn mấy cái đồ trang sức cấp 10 luôn nè mày. Nhiều quá. Dọn cho chặt lương là hợp lý. Ok. Dứt. Đó. Bộ sinh bớt khá là nhiều nè. Mà Khải cho một phần nữa. Còn cái nào có sinh lực, nỗ lực thắng đỡ lại. Tiếp tục. Đang đi lấy hình tên anh em ơi.
Ui, nhẫn này 23 rồi, bời bời. Xin tí mình bỏ mất cái nhẫn này. Một nữa. Cái nhẫn này là nhẫn không bằng 23 nè. Xin tí mình vứt là toàn nè. Bằng 23 nè. 42, sức mạnh. Nội lực phôi. Ok, khi có 2 cái phôi nữa thôi. Ép đồ ít hôm ép anh em ơi, tầm này đang chuẩn bị hiền tinh, ép một lần đem số 4 luôn cho nó đỉnh, cho nó ok nè, xem cho nó khỏi chán nè, đó là cái phôi nè, phôi hay phôi sinh lực mà lực cao nè, thiếu một món nữa. Món nữa ta, món cũng mùi nữa ta. Đây giúp bạn được mùi. Ok, được mùi có 1-2 món nè. Mình không có lời là... nhẫn nè. Ngọc bội, ui, hóa ngọc bội sẽ được cao hơn được không được. Ok, chỉ được một cái rồi hết rồi. Không thể cho vậy khác thì còn không nha. Hết rồi. Ba cái nhẫn này, làm đi làm ba cái nhẫn này. Nghe nói 500 viên hiện tinh đủ đâu cơ rồi. Ghét hiện tinh. Gồm lần rồi ép anh đây. Ui, nhường ba luôn. Được 3 dừng 3. Ngon. Tiếp tục. Tiếp tục anh em ơi, còn một ai khác. Đây tiếp tục ép tiếp anh em ơi. Tiếp nhận tin. Ơi. Cho em nhận lời khi nãy mới hết sâu của mạng. Ok rồi tới. Đó, tiếp tục dừng 2. Giờ anh giữ ta. Làm dừng 3 nữa rồi. Dừng 1. Tiếp tục. Kệ ta tán rồi. Kệ ơi, lấy cái rừng. Đợi chân sức ép lấy hùng tên đi ngồi. Dừng 3 nữa thấy chưa. Đụng mày. Rương chân sức cái quần què về ngày hôm qua nó bán hết ngầu bán nó qua nó mua hết mẹ sạch rương rồi mà thì 150 vạn mà nó mua quá hả à. Ừ ngon rứa bữa nay không bán có 50 vạn 150 rồi 150 rồi bán lời rồi muốn nữa cũng được không cần ép em bán vẫn lời rồi bán với giá đó là lời rồi. Ừ em bán ngày hôm qua ngầu đó ngày qua nó có nghiện tên đấy nó mua sạch rương luôn. Nếu bán giá đó là lời rồi lời ngon không cần ép em lời. Không cần ép luôn. Đúng rồi, 150 gấp 3, gấp 3 lần. Gấp 3 lần. Cái tên 3 nó mua nhiều kìa. Kim hơn. Một kim hơn hả? Ừ, mà ép khó lên 3 chứ không phải đơn giản. Em bán 3 món em bán thì cũng tầm 400 vạn rồi. 400 vạn 500 xu rồi. Đông ghẻ rồi, online lấy tiền lúc nãy vứt qua hôm qua cho anh coi. Thôi nè. Trả cái dòng cho em luôn nè. Ok, Tương Dương bán ngược. Rồi đang đứng luôn, giao dịch lên đi. Hay. Giờ nhận lương luôn này, được rồi, để lương được bao nhiêu. Dốt cơ về tự nhiên bắn ngựa lại em ơi. Lương gì á? Lương ngày 3 ngày, lương 3 ngày. À lương 3 ngày, tưởng đâu lương công thành tiếng. Cứ được, long chiến mai, công chiến mai. 7 kim 180 xu. Hôm nay có ghi nè. Đúng rồi, cứ quét qua đây. 7 kim 180 xu, anh sẽ giao dịch lương này sau. Anh sẽ giao dịch lương 4 xu sau, hiểu không? Giao đây đây. Dốt cơ qua lái luôn em ơi. Ghè 400 nè. Thịnh là 550 nè. Ghè là 400 nè. 550. Đây mà.
Tưởng ghê hơn chưa bán được, em ép hình hơn em có hình tin ba em bán cũng ok đó. Đó. Nghe đăng. Được rồi. Giờ lại em. Lần đầu lần phú hộ. Thật đâu em tăng tương dương bán ngựa luôn. Tương dương bán ngựa luôn. Giờ đây mày. Chúng là được 5 dân 3 5 dân 2 và 8 dân 1 đó. Chúng là ok nè, chuẩn bị ép đầu tiếng là ok ấy. Em xem video cho một like chia sẻ nha, chuẩn bị ép đầu tiếng nha nè.